Sáng nay, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ trao giải cho những tác phẩm báo chí xuất sắc đoạt giải báo chí quốc gia và giải báo chí thành phố năm 2020. Dự buổi lễ có ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Hiến, Trưởng ban tổ chức giải báo chí thành phố năm 2020. Lễ trao giải báo chí quốc gia và giải báo chí thành phố trong năm 2020 là dịp tuần vinh các phong viên, biên tập viên, những người luôn miệt mài góp tiếng nói, ca nhìn thông qua các tác phẩm báo chí của mình để truyền đi những thông điệp từ đời sống. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Biến đánh giá cao hoạt động báo chí của thành phố trong năm 2020 khi phản ánh kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố, bám sát phản ánh thực tiễn cuộc sống và tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân góp sức cùng thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Năm 2020 và năm 2021, hoạt động báo chí và giải báo chí thành phố năm 2020 đã diễn ra trong một bối cảnh hết sức đặc biệt đó là đại dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp và kéo dài trong cả nước cũng như ở thành phố Đà Nẵng chúng ta. Chính trong những thời khắc cam go ấy, cùng với sự dấn thân đầy trách nhiệm trong tiếng đầu thông tin của các nhà báo, lăn mình vào cuộc sống gian lao nhưng vô cùng sôi động của đồng bào, đồng chí trong thành phố để làm nên những tác phẩm báo chí có giá trị, chân thật, phản ánh đầy đủ mọi mặt của đời sống, làm nên sự thành công của giải báo chí thành phố năm 2020. Hai tác phẩm xuất sắc đạt giải B, ba giải khuyến khích của giải báo chí quốc gia năm 2020 thuộc về tác phẩm Bầm sạch, nhóm tác giả Phong Lan, Quang Tứng, Nhật Hoàng, Ngọc Đích, Đài Phát thanh Truyền Đà Nẵng và loạt bài Công nghệ phần mềm Made in Đà Nẵng, Vương Sa, tác giả Nguyễn Huy Khang Ninh, báo Đà Nẵng. Ban tổ chức giải báo chí thành phố Đà Nẵng đã trao giải cho 26 tác phẩm, trong đó có 6 giải khuyến khích, 8 giải ba, 6 giải nhì và 6 giải nhất tại buổi lễ, đài phát thanh truyền đà nẵng có một tác phẩm với tựa đề “mầm sạch” của nhóm tác giả Phong Lan, Quang Tấn, Nhật Hoàng, Ngọc Nít đã vinh dự đạt giải b, giải báo chí quốc gia năm 2020. đây cũng là tác phẩm đạt giải nhất giải báo chí thành phố năm 2020. ngoài ra, đài phát thanh truyền đà nẵng còn có một tác phẩm đạt giải nhì, hai tác phẩm đạt giải ba, một tác phẩm đạt giải khuyến khích của giải báo chí thành phố năm 2020 dịp này hội nhà báo thành phố đà nẵng thừa ủy quyền của hội nhà báo việt nam trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cho các phóng viên nhà báo đủ tiêu chuẩn